Kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng như tình hình mưa lũ trên thế giới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông đăng ký để ủng hộ bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, có khoảng 19 người chết, 45 người mất tích sau trận mưa đá lớn kinh hoàng xuống tỉnh Cam Túc, miền Tây Trung Quốc vào tối ngày 10 tháng 7. Theo chính quyền địa phương, thì nhiều trang trại, một quốc lộ thuộc huyện Miên Tây An bị hư hại nặng trước sự tấn công của mưa đá. Gần 2.000 người phải vội vã sơ tán trong đêm trận mưa đá gây mất điện, gián đoạn hệ thống viễn thông của khu vực. Tuy chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ, nhưng mưa đá tàn phá 17 trên 18 thị trấn và làng mạc, những nơi thuộc tâm điểm lượng mưa đo được tới 77mm. Ngoài số người mất tích và đã chết, theo thống kê trên, còn có 5 người bị thương nặng và nhiều người bị thương nhẹ nhập viện điều trị. Mới đây, ngày 19 tháng 7, một cơn bão mạnh cũng tàn phá tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, làm ảnh hưởng tới 1,2 triệu người dân ở đây. Chính quyền địa phương Trung Quốc cho biết, hôm 13 tháng 7, khoảng 21 người thiệt mạng và 4 người mất tích khi mưa lớn kéo dài ở một thị trấn tỉnh Hồ Bắc từ hôm 11 đến hôm 12 tháng 7. Dự kiến, lưu lâm ở huyện Tuy Tây An thuộc tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến tổng lượng mưa lên tới 503mm trên giờ, 21 giờ hôm ngày 11 tháng 7. Đến 9 giờ ngày 12 tháng 7, gây ra ngập úng trung bình từ 3,5m. Hơn 8.000 người đã bị ảnh hưởng trong thị trấn và các nỗ lực cứu hộ cũng như cứu hộ đang được tiến hành. Mưa lớn gây lũ lụt cũng khiến nguồn điện, hệ thống giao thông và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Trước đó, 5 thành phố ở Hồ Bắc ban bố cảnh báo đỏ sau khi mưa xối xả làm mất điện và phá hủy nhiều nhà cửa. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết các đội cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm thành phố Tùy Châu, Tương Dương và Hiếu Cảm. Thành phố Nghi Thành cũng có lượng mưa kỷ lục 400mm hôm ngày 12 tháng 7. Theo hãng tin TNS, có đến 774 hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc đã vượt mức cảnh báo lũ vào tối ngày 12 tháng 7. Theo giờ địa phương, tờ China Daily dẫn lời văn phòng quản lý khẩn cấp của tỉnh cho biết, thời tiết cực đoan ở tỉnh Hồ Bắc đã khiến hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 hecta đất trồng bị hư hại với tổng thiệt hại ước tính khoảng 108 triệu nhân dân tệ. Trung Quốc từng chứng kiến lũ lụt trong những tháng mùa hè, nhưng các nhà chức trách cảnh báo tình trạng thời tiết khắc nghiệt đang dần trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Khoảng 80.000 người đã được sơ tán tại tỉnh Tứ Xuyên vào cuối tuần trước, và lượng mưa kỷ lục ở Hà Nam vào tháng trước đã gây ra lũ lụt khiến hơn 300 người thiệt mạng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo các trận mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài cho đến đầu tuần sau, với các khu vực dọc sông Trường Giang có nguy cơ ngập lụt. Trong khi đó, những chiếc ô tô hỏng phủ đầy bùn đất nằm trong một bãi đậu xe ở thành phố Trịnh Châu đã cho thấy sự khủng khiếp của trận lũ tấn công Trung Quốc vào tháng 7 này. Ông Mã Siêu, người đứng đầu cơ quan quản lý bảo hiểm của Hà Nam cho hay, có ít nhất 238.000 phương tiện bị hư hỏng được gửi đến nghĩa địa ô tô ở ngoại ô Trịnh Châu. Chỉ trong 3 ngày, những trận mưa lũ kỷ lục đã trút lượng nước bằng cả một năm xuống Trịnh Châu, khiến ít nhất 290 người thiệt mạng, hàng chục người đã chết và bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm bị ngập nước, hầm đậu xe và đường hầm ở Trịnh Châu. Trịnh Châu, Tân Hương, An Dương và Hạc Bích, 4 thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở Hà Nam, đang quay lại trạng thái bình thường. Tại Trịnh Châu, thành phố đầu tiên bị ảnh hưởng trong đợt lũ này, 330 trên tổng số 339 tuyến xe buýt đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố này vẫn bị ngưng. Lực lượng cứu hộ ngày 15 tháng 7 phát hiện một nạn nhân chết đuối bên trong tàu điện ngầm, lên tổng cộng 13 nạn nhân, hơn 500 người đã được giải cứu kể từ ngày 16 tháng 7. Theo Global Times, mưa lớn đã tàn phá 1.558 thị trấn trên khắp Hà Nam, làm ảnh hưởng cuộc sống của 12,9 triệu người. Chính quyền tỉnh này đã cho biết trong buổi họp báo ngày 16 tháng 7, thiệt hại kinh tế trực tiếp từ đợt mưa lũ bất thường này đã tăng lên khoảng 11,03 tỷ USD. Trong ngày 16 tháng 7, mưa lớn được dự báo tiếp tục chút xuống Hà Nam, với các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Tín Dương, Chú Mã Điếm, Chu Khẩu, Thương Khẩu, Khai Phong, Bộc Dương, Tân Hương, An Dương và Hạc Bích nhiều khả năng tiếp tục hứng lượng mưa cao nhất. Điều này sẽ gây khó khăn cho công tác cứu hộ cũng như nỗ lực tiếp tế, nước uống và lương thực. Theo ABC News, trực thăng quân sự đang được sử dụng để mang nước uống, thuốc, thực phẩm
cho khoảng 20.000 cư dân ở những khu vực khó tiếp cận. Trong khi đó, phần lớn Thượng Hải rơi vào trạng thái tê liệt ngày 16 tháng 7 khi bão số 2 tiếp tục hoành hành ở thành phố này sau khi đổ bộ thành phố Chusan gần đó vào ngày 15 tháng 7. Hiện chưa có báo cáo thương vong tại Thượng Hải, nhưng cơn bão số 2 đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây khi khiến đường xá sụt lội làm gián đoạn một phần hệ thống tàu điện ngầm. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô cùng Thượng Hải đều ở phía đông Trung Quốc sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mưa to và gió lớn trong vài ngày tới. Hãng tin Tân Hoa Xã hôm 11 tháng 7 dẫn lời chính quyền địa phương cho biết lượng mưa lớn ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc đã làm chết nhiều người ở thành phố Trịnh Châu, buộc khoảng 100.000 người sơ tán. Chính quyền tỉnh Hà Nam và cơ quan khí tượng thành phố Trịnh Châu đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với thiên tai lên cấp độ 1. Với dự báo mưa lớn ở tỉnh này sẽ kéo dài đến tối cùng ngày, các nhà chức trách đã đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm của Trịnh Châu và hủy bỏ hàng trăm chuyến bay. Các video chưa được kiểm chứng được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều hành khách trong toa tàu điện ngầm ngập nước ở Trịnh Châu đang cố bám vào tay vịn khi mực nước trong toa tàu dâng lên đến vai. Một số người buộc phải đứng lên ghế. Theo các cơ quan dự báo thời tiết, lượng mưa khu vực ghi nhận cao nhất trong 60 năm qua khi thành phố này đã chứng kiến lượng mưa trung bình của một năm chỉ trong vòng 3 ngày. Tỉnh Hà Nam đã hứng chịu những cơn bão kể từ cuối tuần qua trong một mùa mưa lũ diễn biến bất thường, khiến các con sông vỡ bờ và ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Đêm 10 tháng 7, quyền địa phương thông báo lượng mưa lớn đã gây ra vết nứt dài 20m ở đập Yihatan tại thành phố Lạc Dương và con đập này có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Các nhà chức trách biết thêm, các thành viên thuộc lực lượng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã cử đến khu vực để chống lũ và cứu hộ. Trong khi đó, riêng cơ quan kiểm soát lũ Trịnh Châu cho biết việc trữ nước tại hồ chứa Quách Gia Thủy có nguy cơ lớn vỡ đập và chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán người dân. Lũ lụt thường xuyên xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc, gây hỗn loạn hàng năm và gây lũ lụt trên đường phố, phá hủy nhiều hoa màu và nhà cửa. Nhưng mối đe dọa mưa lũ đã trở nên tồi tệ hơn trong nhiều thập kỷ qua, một phần do việc xây dựng tràn lan các con đập và đê cắt đứt sự liên kết giữa các sông hồ lân cận. Mưa lớn đang hoành hành ở Trung Quốc, binh lính được điều động bảo vệ đập, nổ nhà máy nhôm kinh hoàng lúc rạng sáng do lũ lụt cũng xảy ra. Mưa lớn và nước dâng cao gây ngập lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào ngày 10 tháng 7. Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Trịnh Châu, Hà Nam, nơi có nhà máy nhôm phát nổ nằm tại thị trấn Cảo Thành. Các ga tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam chìm trong nước lũ và nhiều phương tiện giao thông bị nước cuốn trôi trên đường. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một số toa tàu chở khách đã bị ngập ở đoạn trung tâm thành phố Trịnh Châu. Nước lũ thậm chí dâng lên đến tay cầm của tàu, buộc hành khách phải đứng lên ghế. Trong thông báo cùng ngày, trung tâm điều hành tàu điện ngầm của thành phố thông báo sẽ đóng cửa tất cả các tuyến do thời tiết xấu và dự báo mưa có thể kéo dài. Theo tờ People Daily của Trung Quốc đưa tin vào tối ngày 10 tháng 7, ít nhất 12 người đã thiệt mạng do mưa lũ và khoảng 100.000 người ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam phải sơ tán. Cũng tại Trịnh Châu, rạng sáng ngày 10 tháng 7 còn ghi nhận một vụ nổ lớn tại nhà máy nhôm bị ngập lụt tại Đăng Phong. Vụ nổ xảy ra lúc 6 giờ sáng tại một công ty hợp kim nhôm ở thị trấn Cảo Thành, sở hữu của tập đoàn Đăng Phong. Khoảng 4 giờ sáng, sông Dinh gần đó đã bị vỡ bờ gây lũ lụt nghiêm trọng. Nước lũ tràn vào nhà máy làm sập các bức tường xung quanh, sau đó tràn vào bể hợp kim chứa dung dịch nhiệt độ cao. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ. Đoạn phim do camera ghi lại thấy khoảnh khắc kinh hoàng quả cầu lửa bao trùm một nhà máy hợp kim ở miền Trung Trung Quốc. Theo nhà chức trách, không có thương vong hoặc người mất tích nào được báo cáo tính đến 10 giờ sáng ngày 10 tháng 7 giờ địa phương, do các công nhân đã được sơ tán từ sáng sớm để tránh nguy cơ ngập lụt. Nhà máy hiện đã đóng cửa trong 3 ngày liên tiếp. Tính đến 11 giờ sáng 10 tháng 7, các khu vực tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa tới 51cm, riêng ở Đăng Phong là 29cm. Theo dữ liệu của cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam Trung Quốc, cơ quan dự báo thời tiết thành phố Trịnh Châu đã ban hành mức cảnh báo cao nhất. Thành phố Lạc Dương ở gần đó cùng 7 triệu cư dân đã phải đối diện với một đe dọa nghiêm trọng, đó là đập Yihatan ngăn nước ở sông Hoàng Hà tràn vào thành phố đang đứng trước nguy cơ bị vỡ. Lực lượng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ngày 10 tháng 7 đã ra thông báo có một vết thủng khoảng 20m đã xuất hiện trên thân đập và toàn bộ kết cấu của đập Yihatan có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong một bài đăng trên Weibo, một nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc cho biết quân đội đã được cử đến để chuyển hướng dòng nước lũ ngăn vỡ đập. Trang tin tức Shanghai Daily chia sẻ,
20.000 binh sĩ và cảnh sát vũ trang đã được triển khai đến đập Yihatan và một con đập khác ở tỉnh Hà Nam để ngăn lũ lụt gây thiệt hại. Trước đó, hai con đập đã bị vỡ vào ngày 9 tháng 7 ở vùng Nội Mông của Trung Quốc, khiến hơn 20.000 hecta đất chìm vào trong nước lũ, hàng chục cây cầu và cống bị cuốn trôi, khoảng 16.000 dân địa phương bị ảnh hưởng, trong đó nhiều người buộc phải sơ tán. Thưa quý vị, trận động đất mạnh khoảng 7,3 độ Richter xảy ra gần biên giới khu vực Tân Cương Trung Quốc và Pakistan vào khoảng 8 giờ 37 phút. Theo CCTN, trận động đất mạnh khoảng 7,3 độ Richter xảy ra gần biên giới khu vực Tân Cương Trung Quốc và Tajikistan vào khoảng 8 giờ 37 phút theo giờ địa phương. Trong khi đó, theo AP, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển một phần Tajikistan vào sáng sớm gần khu vực Tân Cương, phía Tây Trung Quốc. Trận động đất xảy ra cách Muho, Tajikistan 67 km về phía Tây và sâu 20 km. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, đây là khu vực ít người sinh sống. Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở Xia, địa khu Aksu của Tân Cương, Trung Quốc vào sáng ngày 10 tháng 7. Cư dân mạng Trung Quốc cho biết cảm nhận được chấn động ở nhiều nơi tại khu tự trị này. Theo thông tin trên Weibo của mạng động đất Trung Quốc, mạng động đất quốc gia Trung Quốc chính thức xác nhận vào lúc 7 giờ 49 phút ngày 10 tháng 7, một trận động đất với cường độ 6,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Xia, địa khu Aksu, Tân Cương. Tâm của trận động đất nằm sâu 50 km, tâm chấn cách thành phố Aksu 215 km về thành phố và thành phố Urami 611 km. Mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc cho biết tâm chấn nằm ở khu vực không có người, nhưng các thành phố và quận huyện xung quanh cảm nhận được các chấn động mạnh, đồng thời nhắc nhở các cư dân mạng gần tâm chấn cần phải chú ý an toàn và cảnh giác với các dư chấn mạnh. Được biết, dân cư trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn rất thưa thớt và hiện chưa có báo cáo về thương vong hay nhà sập. Thông tin trên Weibo của Cục Cứu hỏa Quốc gia Trung Quốc cho biết, sau khi trận động đất xảy ra, các lực lượng chức năng với hơn 1.500 người và các phương tiện chuyên dụng đã có mặt tại tâm chấn, làm tốt công tác chuẩn bị cứu nạn cứu hộ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.